Thái tượng Cảm ứng Thiên tập 56 Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người Phần trước dạng đến Hai chữ Hóa Tha nghĩa là cảm hóa người khác ý nghĩa tổng quát là chính kỷ hóa nhân trong phần chú giải vị biên đã nói rất hay đó gọi là tự thân chân chánh thì không cần mệnh lệnh người khác cũng làm theo cho nên sửa mình chân chánh phải cần nhiều công phu nhưng cảm hóa người khác có nhiều tác dụng kỳ diệu với những người có thể tự sự mình chân chánh thì sẽ có khả năng cảm hóa người khác những lời này đều khẳng định hết sức chắc chắn rằng muốn hỗ trợ giúp đỡ người khác hỗ trợ giúp đỡ xã hội này như hôm qua tôi cũng đã giảng rất nhiều Điều quan trọng thiết yếu nhất Vẫn là cho nơi chính bản thân mình Từ thân mình không chân chánh Mà muốn hỗ trợ giúp đỡ người khác Thì cực kỳ khó khăn Đương nhiên Sẽ gặp rất nhiều chứng ngại Đặc biệt là trong xã hội hiện đại của chúng ta về sự tướng cũng như lý lẽ ta đều phải hiểu thật rõ ràng sáng tỏ tự tâm mình chân chánh lời nói chân chánh việc làm chân chánh thì tự nhiên có thể được mọi người tôn trọng không chỉ là mọi người đối với quý vị có sự tôn trọng mà quỷ thần cũng tôn trọng trong chỗ u mặt vô hình tự nhiên quý vị có được sự ủng hộ của họ hơn nữa còn được chư phật hộ niệm tự thân mình muốn làm việc chân chánh thì điều quan trọng cốt yếu là tâm phải chân chánh mỗi người chúng ta đều muốn học hết sức mong muốn được học vì sao không học được nguyên nhân không học được là gì không buông bỏ những ý niệm tự tư tự lợi hết thảy đều bị chướng ngại bởi những ý niệm này cho nên nếu muốn tâm chân chánh hành vi chân chánh thì cần phải buông xả hết những ý niệm gây chướng ngại ấy nhưng cũng có một số vị đồng tu nói rằng chúng tôi rất muốn buông bỏ mà không buông bỏ được vậy nguyên nhân không buông bỏ được nằm ở đâu nói thật ra thì nguyên nhân chính là gì không hiểu được thật tướng của các pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp trong 49 năm. 49 năm ấy ngài thuyết dạy những gì? Nói gọn một câu. Chính là giảng về thực tướng của các Pháp. Theo cách nói hiện nay thì đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thấu hiểu được chân tướng rồi thì tự nhiên dễ dàng buông bỏ không một chút khó khăn gì. Nhưng chân tướng vũ trụ nhân sinh đã sâu xa lại rộng lớn rất khó thấu hiểu được cho nên đức phật phải dùng đến thời gian lâu dài đến thế đặc biệt thuyết giảng chuyên biệt về ý nghĩa này chính là kinh bát nhã Đức Phật thuyết giảng Kinh Bát Nhã đến 22 năm. Trong 49 năm thuyết Pháp, Kinh Bát Nhã chiếm 22 năm. Gần đến một nửa thời gian, Đức Phật dành một thời gian dài đến thế. Tâm từ bi khó nhọc răng dậy. Chỉ một mục đích duy nhất là giúp đỡ hỗ trợ chúng ta nhìn thấu được thật tướng của các pháp nhìn thấu được rồi thì sau đó trên đường tu tập đạo bồ đề sẽ không còn chứng ngại gì lớn vậy đường bồ đề là gì Đó là con đường sống hạnh phúc, mỹ mãn. Bồ đề là phản ngữ, có nghĩa là giác ngộ. Khi chúng ta sống trong trạng thái giác ngộ minh mông, đối đãi với mua người tiếp xúc với sự vật đều không mê hoặc điên đảo đó gọi là đi trên đường bồ đề cho nên đường bồ đề chính là đời sống công việc thường ngày chính là những hoạt động bình thường trong đối nhân sự thế tiếp xúc ứng xử với sự vật hoạt động bình thường như thế cũng chính là đời sống của bồ tát đời sống của chư phật chúng ta học phật mục đích cũng chính là ở điểm này đây là điều mà chúng ta trước hết phải nhận thức thật rõ ràng không thể xem chư phật bồ tát như những vị thần rồi chờ đợi cầu cẩn sự bảo vệ giúp đỡ cho ta quan niệm như thế là hoàn toàn sai lầm công phu tu tập chính kỷ hóa nhân đương nhiên trước hết phải thiết lập cho được một chủ trụ quan một nhân sinh quan chính xác cũng có nghĩa là xác định một nhận thức cách nhìn đối với nhân sinh đối với hoàn cảnh môi trường sống có nhận thức chính xác đó là trí tuệ có trí tuệ rồi còn cần phải có công phu công phu là gì là khắc phục tập khí phiền não của bản thân đó là công phu phiền não phải khắc phục tập khí phiền não vốn được nuôi dưỡng tích tập từ du trụy kiếp đến nay nho gia gọi là tập tánh là thói quen lâu ngày thành tự nhiên. Tập tánh như thế rất đáng sợ, rất phiền toái. Rất khó dứt trừ. nhưng khi chưa dứt trừ hết tập khí phiền não thì dù có nhận hiểu được lý giải được cũng chẳng lợi ích gì vẫn cứ tạo tác nghiệp lưu chuyển trong sáu đường luân hồi vẫn cứ phải đọa vào ba đường ác do đâu đọa vào ba đường ác do những ý niệm tị phi nhân ngã tham sân si mạng những quan niệm như thế những hành vi như thế là nghiệp nhân đọa vào ba đường ác chúng ta phải dứt trừ buông bỏ được những tác nhân này thì mới không còn bị đọa vào ba đường ác nhưng liệu được mấy người có khả năng dứt trừ vì sao không thể dứt trừ vì không chịu khắc phục tập khí phiền não của tự thân ừ. sáu căn tiếp xúc với sáu trần tự nhiên lập tức xin gửi tham sân si mạng tự nhiên xin gửi những ý niệm tự tư tự lợi những phiền toái như vậy thật lớn lắm cho nên phật dạy chúng ta phải thực hiện một cuộc chuyển biến lời dạy này rất hay nhất định phải thực hiện một cuộc chuyển biến về mặt công phu tu tập mà nói, muốn bỏ ác làm thiện, phải bắt đầu thay đổi từ đâu? Phải bắt đầu từ nơi ý niệm mà thay đổi, phải bắt đầu từ nơi hành vi mà thay đổi. Trong quá khứ, mọi ý niệm của ta đều gì bản thân mình, mọi hành vi cũng đều gì bản thân mình. Hãy đem những ý niệm như thế chuyển đổi Từ nay về sau luôn vì người khác Không vì tự thân mình Mỗi một thời khắc đều lo nghĩ vì người khác Lo nghĩ vì xã hội Lo nghĩ vì hết thảy chúng sinh Tí gian Có rất nhiều người đáng thương vì sao họ lại đáng thương như vậy vì không có ai dạy bảo họ nên không biết làm thiện không biết tích đức ghi nhân xấu ác phải chịu quả xấu ác tuy được thân người chuyện ăn mặc tường bị thiếu thốn Chúng ta thấy như vậy Phải hết lòng hết sức Giúp đỡ hỗ trợ cho họ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuở còn tại thế Không chỉ tự thân Ngài Mà Ngay cả những đệ tử của Ngài Không phải là không thể sống cuộc sống sung túc hơn các vị có thể chọn cuộc sống tốt hơn rất dễ dàng bản thân đức phật xuất thân là một dương tử các vị quốc dương đại thần đều là hộ pháp của ngài Nếu muốn hưởng thụ vật chất đến mức độ nào đi nữa, đối với Ngài đều không phải chuyện khó khăn. Ngài vì sao phải ôm bát đi khất thực? Vì sao phải sống cuộc đời đơn sơ khó nhập như vậy? Không gì khác hơn là muốn giảm bớt một miếng ăn để giúp đỡ người đói thiếu giúp đỡ họ Ngài có thực sự giúp được gì chăng? Xin nói để quý vị biết quả thật là giúp được Giảm bớt sự hưởng thụ vật chất của bản thân mình Chính là giúp đỡ Hỗ trợ cho người đói thiếu nếu ta không có tâm hạnh này thì đương nhiên không có khả năng thực hành bồ tát hạnh trước tiên phải có tâm hạnh này là tâm thuận tiện là hạnh thuận tiện cho nên cảm động đến các vị tiện thần trời rồng đều hộ trì. Việc giáo hóa chúng sinh trong một đời mới đạt được hiệu quả chúng ta học phật phải từ chỗ này mà bắt đầu phải có công phu tu tập chân chánh chúng ta ngày nay hưởng trụ vật chất lấy chuyện ăn uống mà nói ngày ba bữa vẫn chưa thấy đủ còn phải bổ sung thêm các bữa ăn vặt đó là do nguyên nhân gì thân tỷ này là thân nghiệp chướng tâm có nghiệp chướng thân cũng có nghiệp chướng Sự ăn uống đối với sinh mạng con người là quan trọng thiết yếu nhất. Trong mạng sống của ta, thân tỷ này là một cỗ máy. vận hành không ngừng nghỉ nên cần phải có năng lượng cung cấp bổ sung sự ăn uống chính là năng lượng bổ sung người nghiệp chứng nặng nề thì tiêu hao năng lượng rất nhiều nếu bổ sung ít sẽ sinh bệnh không thể làm việc người tiêu hao năng lượng ít thì dù bổ sung ít cũng vẫn làm việc bình thường năng lượng tiêu hao rốt cuộc là do đâu người học phật đều biết chín mươi trở lên khoảng 95% năng lượng tiêu hao vào giọng niệm. Chúng ta tưởng gọi là tư tưởng loạn động. Người tu hành so với mọi người trong xã hội nói chung thường ít vọng niệm nhiều. Tâm ý tương đối thanh tịnh hơn giọng niệm ít thì tiêu hao năng lượng ít cho nên việc bổ sung năng lượng cũng ít đức thế tôn vì những người sơ học chúng ta mà thị hiện vậy chúng ta đem tất cả những ưu tư lo phiền dương mắt buông bỏ hết đi vì hết tại những thứ ấy đều không cần thiết như vậy thì thân tâm quý vị đều được lành mạnh khỏe khoắn mức tiêu hao năng lượng dần dần giảm thấp cho nên mỗi ngày ăn một bữa là đủ ngay cả một bữa ăn này Tình thoảng không ăn cũng chẳng hề gì Vẫn có thể vận động làm việc bình thường Đó là sự thật Chúng ta đọc thấy Ở trong kinh điển Tâm ý của vị A-la-hán Vô cùng thanh tịnh vọng tượng tạp niệm hầu như không có năng lượng bổ sung của các ngài mỗi tuần chỉ khất thực một lần có nghĩa là mỗi tuần chỉ ăn một bữa cơm các ngài ăn một bữa cơm dưỡng chất cung cấp trong một tuần như vậy là đủ các vị bích chi phật có công phu an định còn hơn thế nữa So với các vị A-la-hán thì tâm ý các ngài thanh tịnh hơn Nửa tháng mới đi khất thực một lần Nghĩa là hai tuần ăn một bữa cơm Đối với các ngài là đủ Trong thực tế Chư Phật và các bậc Pháp thân đại sĩ Có cần đến việc ăn uống hay không? Không cần thiết nữa Đối với các ngài có thể hoàn toàn dứt bỏ Đức Phật ra đời là tỷ nghị một tấm gương để chúng ta noi theo. Trong cương vị đó, Ngài có thể hoàn toàn dứt bỏ việc ăn uống. Nhưng dứt bỏ việc ăn uống rồi, Phạm Phu chúng ta nhìn thấy mà không thể noi theo. Như vậy thì làm sao? Cho nên Ngài dạy chúng ta rằng người tu hành mỗi ngày ăn một bữa là được. việc tu tâm thanh tịnh là quan trọng thiết yếu niềm vui thiệt định là thực phẩm niềm vui trong chánh pháp tràn đầy dùng niềm vui thiện định dùng niềm vui chánh pháp để nuôi dưỡng thân thể dùng tâm thanh tịnh như vậy thì năng lượng tiêu hao ở mức ít nhất Đó là công phu tu tập thực hành Công phu này phải được rèn luyện ngay trong cuộc sống từ ngày Rèn luyện tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh Tâm thanh tịnh hành thanh tịnh không phải điều gì khác chính là buông xả mà thôi những việc không liên can phải buông xả những ý niệm không liên can phải dứt trừ thường duy trì chánh niệm trong hiện tại chánh niệm chính là niệm phật Ngày đêm tiếp đối Mỗi phút mỗi giây Trong lòng duy nhất chỉ có một câu Phật hiệu Đó là chánh niệm Hết tại chúng sinh Không biết được sự thù thắng của Phật Pháp Không biết được sự lợi ích của niệm Phật chúng ta phải dùng phương tiện khéo léo để giúp đỡ hỗ trợ khiến cho chúng sinh biết được lợi ích của việc niệm phật cũng có thể học tập niệm phật theo như chúng ta sự giúp đỡ hỗ trợ của bồ tát đối với chúng sinh không thể nói hết nhưng chỉ có một mục đích duy nhất Là cuối cùng dẫn dắt họ vào con đường niệm Phật Mục đích ấy là hoàn toàn chân chánh Trừ mục đích này ra Bồ Tát không có mục đích nào khác Cho nên quý vị đối đại với người khác Tiếp xúc với muôn vật cần phải khởi tâm từ bi mở rộng lòng khoan dung độ lượng phải nhận thức được tổng thể vấn đề nhất định không được tùy thuận theo tình cảm tham muốn của riêng bản thân mình chiều theo tham muốn của bản thân là chiều theo phiền não như vậy là sai lầm Đọc Phật dạy rằng như vậy là quý vị đang tạo nghiệp. Vì thế trong công phu từ ngày ở bước khởi đầu Chúng ta phải làm giảm nhẹ đi những ý niệm tị phi nhân ngã Dứt trừ chúng không phải dễ Nên trước hết phải làm giảm bớt, phải xem nhẹ chúng Đặc biệt là đối với những lời khen tiếng chê. Gặp lúc bị người khác dục mạ phỉ bán, hoặc có lúc được người khác gợi khen xưng tán. Những việc khen chê ấy đều không để động lòng. Tì tâm của quý vị sẽ dần dần thanh tịnh. những chuyện không thiết yếu thì không cần biết đến những người không thiết yếu phải tiếp xúc thì không cần quen biết người xưa nói rất hay tri sự đa thời vị não đa Thức nhân đa xứ tỷ phi đa Lắm phiền não nhiều tỷ phi Tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh Tâm quý vị không thanh tịnh Thì nghiệp thanh tịnh không thể thành tựu Chỗ mong cầu của chúng ta Là thế giới Tây Phương cực lạc Sớm gần gũi với Đức Phật A-di-đà muốn giảng sinh về thế giới tây phương cực lạc điều kiện duy nhất chính là tâm thanh tịnh tỳ gọi phật thanh tịnh chúng ta niệm một câu phật kiệu hiệu quả ở chỗ nào đó là dùng câu phật kiệu này đi trừ hết những ý niệm vọng tưởng phân biệt bám chấp trong tâm có tạp niệm Khởi lên một câu a di đà Phật Thì bao nhiêu tạp niệm liền buông bỏ Nếu thực sự suốt ngày suốt đêm Chỉ có mỗi một câu Phật hiệu trong tâm Vọng tưởng tạp niệm không cởi sinh Đó là công phu của quý vị đã được thành tựu Chuyện giảng sinh nắm chắc trong tay Quý vị cùng với Đức Phật A-di-đà Đã có sự cảm ứng giao hòa trong đạo thể Ngược lại niệm Phật Mà vọng tượng không dứt trừ Đương nhiên công phu tu tập như vậy Không có hiệu quả Có người hỏi Học tập giáo Pháp Cũng khiến tâm phân tán Vậy có phải tập niệm hay không? Nếu học giáo Pháp vì để được danh tiếng Vì lợi dưỡng thì đó là tập niệm Nếu học vì để làm cho Phật Pháp Tỏa sáng rộng truyền Cứu độ khắp tại chúng sinh Thì đó là chánh niệm Do đó có thể biết rằng Nếu chúng ta công vì bản thân mình vì tất cả chúng sinh phá trừ si mê mở ra giác ngộ đó chính là chánh niệm hiện tiền nếu vì danh tiếng vì lợi dưỡng của bản thân đó chính là ý niệm lưu chuyển trong luân hồi như vậy thì dạng kinh thuyết pháp cũng vẫn là tạo nghiệp luân hồi là nghiệp lành trong các nghiệp luân hồi quả báo đi vào ba đường lành nếu tâm tham danh lợi quá nặng nề nói chung không thể đi vào ba đường lành vậy đi về đâu Đi vào ba đường ác mà hưởng phúc Nói chung Hoành pháp lợi sinh Cũng là tu phước Nếu quá chú trọng vào danh tiếng lợi dưỡng của bản thân mình Tham muốn hưởng thụ năm món dục sáu trần cảnh Người như thế sẽ hưởng phúc trong cảnh giới xuất sanh hưởng phúc trong cảnh giới ngạ quỷ. Những trường hợp như vậy xưa nay rất nhiều. Không thể kể hết. Như vị nghĩ xem, người bạn đồng học của Ngài An Thế Cao ngày xưa vì sao thắc sinh làm Long Dương ở Hồ Cung Đình mang thân rắn. Đó là sinh vào cảnh giới xuất sinh. Ông này đã tạo nghiệp gì? Ông là người xuất gia Thấu hiệu kinh điển ưa thích làm việc bố thí Giáo lý Phật Pháp đều thông đạt Lại vui thích bố thí Nhưng ý niệm riêng tư chưa dứt trừ Chưa buông bỏ hết Một hôm Đi cất thực được món ăn không ngon, không dự ý. Trong lòng không thoải mái, liền tạo thành nghiệp. Đời sau phải sinh làm thân xuất sinh. Tuy là làm xuất sinh, nhưng phước báo lớn, ông hiểu rõ kinh điển có trí tuệ nên đọa làm thân xuất sinh Nhưng được làm long dương hết sức linh hiển Linh hiển là do ông có trí tuệ Phước báo ông rất lớn Trong vòng một ngàn dặm quanh nơi ông cư trú Người ta tìm đến lễ bái Cúng dường ông đó là phước lớn Vì tuổi trước vui thích bố thí Nhưng đội khổ không thể nói hết là ông phải làm Long Dương. Ngài An Thế Cao đến hóa độ cho ông. vì ông mà dạng kinh thuyết pháp khuyên ông quay đầu hướng thiện trong truyền ký về ngài an thế cao ghi chép rất rõ ràng chỉ gặp một chút không vừa ý không thỏa mãn mà người hiểu biết kinh điển ưa thích bố thí vẫn phải đọa vào ba đường ác chúng ta ngày nay kinh điển không hiểu rõ cũng không ưa thích bố thí tánh tình nóng nảy thì lại hơn xa Vậy tương lai đi về đường nào Chẳng phải đã quá rõ ràng Quá sáng tỏ rồi sao Quý vị nhất định không thể được như ông ấy Cho nên suy ngẫm việc này Thật rất là đáng sợ Biết là đáng sợ Thì phải quay đầu hướng thiện Không dám cởi lên ý niệm xấu ác Không dám làm những hành vi xấu ác vì thế đọc nhiều truyện ký cũng có lợi ích có thể từng giây từng phút cảnh giác bản thân mình khích lệ sự tu tập của bản thân mình